Dạ, Hiếu Phan Vlog chào mừng quý vị khán giả thân thương trong và ngoài nước quay trở lại với kênh tin tức của Hiếu. Trước khi vào nội dung, cho Hiếu lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Thì đến với cái nội dung hôm nay, Hiếu xin tiếp tục chia sẻ cái câu chuyện có liên quan mà quý vị đang rất là quan tâm. Và rất mong quý vị khi xem cái video này hãy để lại một cái bình luận cũng như là một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Hiếu Phan Vlog ngày càng phát triển hơn. Và sau đây là nội dung chi tiết, Hiếu mời quý vị cùng nghe. Dạ, xin kính thưa quý vị khán giả đến với nội dung trong video sáng hôm nay ngày 16 tháng 11 năm 2021 trên kênh của Hiếu Phan Vlog. Thì Hiếu cũng cập nhật được một vài cái thông tin rất là nóng hổi mà hiện tại thì quý vị đang quan tâm trong cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng cũng như là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Thì trước tiên là Hiếu xin chia sẻ cái nội dung của bà Nguyễn Phương Hằng đăng tải cũng như là thông báo cho tất cả mọi người được biết là trong ngày hôm nay bà Nguyễn Phương Hằng sẽ đến coi như là tòa soạn báo pháp luật thứ nhất và tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng. Thì bà đến hai cái tòa soạn này để gặp gỡ hai nhân vật mà thời gian gần đây cũng xôn xao ở trên mạng xã hội, và họ cũng đã kiện tụng bà Nguyễn Phương Hằng qua những cái việc mà bà Nguyễn Phương Hằng có những cái buổi live stream là xúc phạm, vu khống, bịa đặt cũng như là bôi nhọ danh dự nhân phẩm, làm nghiêm trọng đến nghề nghiệp của họ, không ai khác chính là nhà báo Đức Hiển và nhà báo Hàn Ni, thưa quý vị. Và chút xíu nữa thì Hiếu xin chia sẻ cái bài đăng của Thiền Am bên bầu vũ trụ đáp trả lại những gì mà dư luận đang chỉ trích họ, và đặc biệt là bà Nguyễn Phương Hằng theo cái cách đáp trả của người tu rất là nhẹ nhàng nhưng mà thâm sâu, thưa quý vị. Thì chút xíu nữa Hiếu sẽ chia sẻ cái bài đăng đó. Thì trước tiên thì Hiếu xin chia sẻ một cái thông báo của bà Nguyễn Phương Hằng như thế này. Bà Nguyễn Phương Hằng nói là sáng ngày hôm nay vào lúc 10 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2021 thì bà Nguyễn Phương Hằng sẽ vận đến cao ốc Hoàng Việt số 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để gặp tổng biên tập báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi một số vấn đề. Đó, và đến chiều cùng ngày vào lúc 14 giờ thì bà cũng sẽ đến tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng tại địa chỉ 432 434 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để tìm gặp nhà báo Hàn Ni và làm rõ một số sự việc. Bà cũng nói là vì trước đây tôi cũng đã gửi thư đến tòa soạn nhưng mà họ nhận mà họ không có phản hồi nên tôi mới trực tiếp đến gặp tổng biên tập. Bà nói đây là nguyện vọng chính đáng của bà, và bà cũng công bố đến tất cả quý vị khán giả trên cả nước là qua các cái thông tin cũng như là những cái trang cá nhân của bà. Thưa quý vị, thì trên màn hình quý vị có thể nhìn thấy cái thông báo của bà Nguyễn Phương Hằng. Vâng, xin kính thưa quý vị. Và ở chiều ngược lại, sau khi mà hay tin bà Nguyễn Phương Hằng sẽ đến gặp mình, thì nhà báo Hàn Ni cũng đã trao đổi với phóng viên báo Dân Việt và cho biết là nếu bà Nguyễn Phương Hằng đến cơ quan báo Sài Gòn Giải Phóng thì vẫn được tiếp đón như những người dân khác. Thưa quý vị, đó là bà Nguyễn Phương Hằng vẫn được tiếp đón như những người dân khác nha, chứ không có gì là đặc biệt và cũng không có phải là một nhân vật quan trọng gì cả. Và bên phía nhân viên phòng bạn đọc cũng sẽ tiếp đón lịch sự, thưa quý vị. Thì những yêu cầu đưa ra sẽ được ghi nhận lại. Từ một nguồn tin phóng viên cho biết thì lãnh đạo Sài Gòn Giải Phóng cũng đã bàn bạc và báo cáo lên cấp trên về cái sự việc này để có mà biện pháp xử lý, thưa quý vị, để xem là họ sẽ xử lý như thế nào. Thì tiếp theo là họ nói là mọi hành động, hành vi của cá nhân phải tuân thủ theo quy định của luật pháp. Chúng tôi không chấp nhận các cái hành vi vô pháp vô thiên, chà đạp lên pháp luật. Cơ quan chức năng sẽ có đủ biện pháp cứng rắn đối với bất kỳ ai có dấu hiệu xâm phạm, vi phạm luật pháp. Đó là lời nói cũng như là một tuyên bố sanh rờn của một lãnh đạo địa phương nơi mà báo Sài Gòn Giải Phóng đặt trụ sở tại đó đã nói, thưa vị. Đó thì cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 4, quận Tân Bình, nơi mà trụ sở báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đang trú đóng, thì cũng nhận định như thế này. Đây là việc cá nhân giữa bà Nguyễn Phương Hằng và báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nếu mà việc hẹn gặp này xảy ra trong cái tình trạng tụ tập đông người, gây mất trật tự an ninh xã hội, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19, thì phường sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chính quyền địa phương luôn có lực lượng công an dân phòng
Lực lượng công an dân phòng sẵn sàng ra tay để mà xử lý các cá nhân có hành vi gây rối, mất an ninh trật tự hoặc các hành vi khác vi phạm luật pháp. Thưa quý vị, đó là những lời tuyên bố sanh rờn của các vị lãnh đạo ở nơi mà các trụ sở của báo này đặt ở đó, thưa quý vị. Thì như quý vị cũng đã biết là ngày 4 tháng 11 có rất là nhiều người tập trung đến tỉnh Thất Bồng Lai. Đó, đây là một cái vấn đề quan ngại dấy lên sự quan tâm của cộng đồng mạng, và cái việc làm trong cái ngày hôm đó của bà Nguyễn Phương Hằng cũng được dư luận chỉ trích thậm tệ. Thì ở đây bên phía lãnh đạo của cơ quan chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà các trụ sở báo chí này đang đặt trụ sở đó, thì cũng đã tuyên bố là họ sẽ không có cho cái trường hợp này nó sẽ tái diễn và sẽ có những cái biện pháp xử lý nghiêm đối với những hành vi gây rối, mất an ninh trật tự, tụ tập đông người, không có chấp hành theo đúng cái nội quy quy định của Bộ Y tế về cái việc mà cùng phòng chống dịch, thực hiện 5K của chính phủ, thưa quý vị. Đó, đây là Hiếu rất là đồng ý về câu nói của lãnh đạo. Đó, ở đây là thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải là xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, thì chúng ta cũng thấy một điều rất là khác biệt giữa lãnh đạo hai nơi, đúng không quý vị? Thì theo thông tin trước đó thì Hiếu cũng có cập nhật là bà Nguyễn Phương Hằng cũng cho biết là trong ngày hôm nay thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã lên lịch để mà gặp mặt 6 người, quý vị, trong đó là bao gồm nhà báo, luật sư Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển, ca sĩ Vy Oanh, Bích Liên, Việt Hà và Ngô Trang. Đây là 6 nhân vật mà thời gian gần đây bà Nguyễn Phương Hằng rất là cay cú, và những nhân vật này cũng đã gửi đơn để mà tố tụng bà Nguyễn Phương Hằng về những cái hành vi là lên trên mạng xã hội, có những cái buổi live stream buông ra những cái lời xúc phạm danh dự nhân phẩm, bôi nhọ cũng như là làm ảnh hưởng đến nghề nghiệp của họ, thưa quý vị. Thì cái sự việc này cũng được đang cơ quan chức năng thụ lý và điều tra để mà làm rõ vấn đề. Còn cái việc mà hôm nay bà Nguyễn Phương Hằng đến tòa soạn để gặp nhà báo Hàn Ni và nhà báo Đức Hiển và một số người liên quan có gì diễn biến mới hay không, và cái sự việc nó sẽ ra sao, và cái câu chuyện này nó đi đến đâu, thì Hiếu sẽ tiếp tục cập nhật để gửi đến cho quý vị trong cái video mới nhất. Và tiếp theo thông tin sau đây thì Hiếu xin chia sẻ cái bài viết của các thầy ở bên trong Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ nói gì về thời gian gần đây bị dư luận chỉ trích, và đặc biệt là bà Nguyễn Phương Hằng chửi bới cũng như là trù chéo, trù dập, xúc phạm nhân phẩm của họ nha quý vị. Mời quý vị cùng nghe. Đây là cái bài đăng ở trên trang Facebook cá nhân của năm chú tiểu Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ với cái tiêu đề là Phật Di Lặc Hạ Thế. Đó, thì để xem là Phật Di Lặc Hạ Thế như thế nào thì Hiếu xin chia sẻ cái nội dung của cái bài đăng này. Bên phía Thiền Am nói như thế này: hơn 2.500 năm trước, Đức Phật nói rằng đến thời kỳ mạt pháp, tức là thời kỳ này, thì những viễn cảnh mà nhân loại sẽ gặp là: cái thứ nhất, đạo đức của con người xuống cấp trầm trọng. Lúc này ma quỷ đội lốt thầy tu truyền bá những điều trái với chân lý, khiến nhân loại hiểu sai lệch về chân lý tu học. Con người chỉ chú trọng vào hình thức bề ngoài để đánh giá người tu, chứ không còn nhận biết được đâu là tu thật, đâu là ma quỷ đội lốt thầy tu. Thật thật như giả, giả như thật, thật giả lẫn lộn. Do sự hiểu biết về đạo của con người còn yếu kém, nên không đủ trí tuệ để phân biệt được đúng, sai, thiện, ác, và càng không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Lúc này chính là thời kỳ mạt pháp. Trong thời mạt pháp sẽ xuất hiện rất nhiều tăng nhân giả làm thiện tri thức, đưa chúng sinh lầm đường lạc lối. Cái thứ hai, lúc đạo đức của nhân loại suy đồi đến cùng cực, cũng là lúc nhân loại phải rơi vào hủy diệt. Những trận thiên tai, động đất, sóng thần, lũ lụt, dịch bệnh, vân vân vân, và những điều kinh thiên động địa hơn như thế nữa sẽ liên tục ập đến. Nhân loại phải đối diện với cái chết, đối diện với những đau khổ tột cùng, nhằm nhắc nhở nhân loại quay về với đời sống chân thiện và đạo đức. Cái thứ ba, đến khi nhân loại rơi vào những trận thiên tai, dịch bệnh và những thảm họa kinh hoàng đưa nhân loại đến hủy diệt, thì sẽ có Đức Phật Di Lặc hạ thế độ chúng sinh qua kiếp nạn. Phật Di Lặc
sẽ ra một giáo pháp mới phù hợp với trình độ khoa học của nhân loại hiện tại để giúp nhân loại tiến hóa tiếp tục sau giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Giáo pháp mới của Ngài sẽ đưa toàn thể nhân loại tiến vào đời sống mới. Đời sống này được gọi là đời sống thượng ngương thánh đức. 4. Khi Đức Phật Di Lặc hạ thế, trần gian sẽ đón nhận thêm điềm báo cực lành để báo hiệu rằng Ngài đã hạ thế. Đó là hoa U Đàm 3.000 năm mới nở một lần. Hoa U Đàm là loài hoa báo hiệu điềm cực lành từ trời. Khi thấy hoa U Đàm xuất hiện là dấu hiệu có Phật ra đời. À, thì thời gian gần đây thì quý vị cũng đã biết là Thiền Am cũng đã phe rất là nhiều lần hoa U Đàm nở tại đây thưa quý vị. Thì Hiếu cũng có xem, lần gần nhất là hoa U Đàm nở ở trên mũi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị thấy đó, bốn điều trên là bốn điều trong kinh Phật đã ghi chép lại. Đó là những lời tiên tri của Đức Phật Thích Ca về thời mạt Pháp, quả thật rất đúng. Những lời tiên tri của Đức Phật đã ứng nghiệm, chúng ta thấy thời này đạo đức của con người đã xuống cấp thật, xuống cấp rất là nghiêm trọng. Còn người tu thì chú trọng hình thức bên ngoài, chùa to, chùa đẹp, chú trọng vào những chức vụ, danh xưng nhưng bên trong lại không hành đúng giáo lý Phật. Nhân loại thì cũng đang trải qua thời kỳ sinh tử, đúng như lời Phật nói, những trận động đất, sóng thần, dịch bệnh, thiên tai, vân 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 đã liên tục ập đến, rồi tiếp theo sau đây là những trận gì khủng khiếp hơn nữa, hủy diệt nhân loại thì làm sao mà chúng ta biết được đây. Rồi hoa U Đàm cũng sẽ mọc khắp nơi, đã mọc khắp nơi miền đất nước, đặc biệt là ở bên trong Thiền Am bên bầu vũ trụ. Hoa U Đàm đã nở trên 1.000 năm, là nơi hoa U Đàm mọc nhiều nhất từ trước đến nay. Vậy thì câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra là những trận thảm họa dịch bệnh đã liên tục ập đến rồi, nhân loại cũng đang sống trong cái thời kỳ đói khát, khổ sở, chết chóc, tang thương rồi. Hoa U Đàm cũng đã mọc khắp nơi rồi. Vậy thì Phật Di Lặc đã ra đời hay chưa? Đó. Thì quý vị nhận xét bài viết này như thế nào ạ? À? Rất là hay đúng không quý vị? Và nó cũng rất là hợp lý. Dạ, xin kính thưa quý vị, đây là bài viết của các thầy ở bên trong Thiền Am bên bầu vũ trụ thưa quý vị. Thì như vị cũng đã biết là thời gian gần đây có một số vị chân tu được giáo hội Phật giáo công nhận. Nhưng mà ở bên trong cái sự việc mà họ tu tập đó thì họ vẫn còn đang rất là tham sân si. Và thời gian gần đây nhất, mấy ngày trở lại đây thôi, thì cái thông tin mà Thượng tọa Thích Đồng Huệ bị bắt do cái vấn đề là ông này đã chạy án cho một giám đốc bệnh viện Thủ Đức, cũng là một bác sĩ thưa vị, cũng đã dấy lên một cái điều quan ngại là giữa người tu tại gia và những người tu được giáo hội Phật giáo công nhận, ai mới là bậc chân tu, ai mới là tu đúng, ai mới không là tham sân si thưa vị, và ai đúng ai sai trong cái cách tu thì chúng ta cũng đã hiểu rõ hết đúng không ạ? À? Thì bên phía Thiền Am thì cũng đã đáp trả là cái thời buổi hiện tại đạo đức của con người nó xuống cấp trầm trọng qua những cái gì mà họ đã thể hiện và hành động, từ những cái câu từ chửi tục tĩu và những cái lời nói xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác quý vị. Và cái nữa là họ còn nói là và cái nữa bên phía Thiền Am các thầy cũng nói là cái trong cái sự việc tu tập mà những người đang tu ở chùa cao Phật lớn nhưng mà không có chấp hành đúng với cái giáo lý của Đức Phật, nó đã nảy sinh ra một số vấn đề làm coi như là bôi nhọ đến cái hình ảnh của Phật giáo thưa quý vị. Đó đó là cái nội dung của ngày hôm nay mà Hiếu muốn chia sẻ đến cho quý vị được biết. Cái thứ nhất là diễn biến của bà Nguyễn Phương Hằng sẽ đến hai cái tòa soạn báo để gặp những cái nhân vật mà bà làm rõ một số vấn đề. Và cái thông tin thứ hai là chia sẻ cái bài viết của Thiền Am bên bầu vũ trụ. Thì video đến đây cũng đã dài, cho Hiếu xin được tạm dừng ở đây. Rất mong là vị khi xem để lại một like, một đăng ký và để lại một bình luận nhận xét cho cái nội dung này ạ. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một lần nữa Hiếu kính chúc tất cả quý vị khán giả thân thương trong và ngoài nước lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ cho Hiếu xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị ở trong những video mới nhất. Thank you so much. I love you all and bye bye.